mang theo biểu ngữ có nội dung chạy trốn nghèo đói và hô vang các khẩu hiệu "Chúng tôi không phải tội phạm, chúng tôi là lao động quốc tế". Những người di cư này đã khởi hành từ thị trấn Arriaga ở bang Chiapas, phía nam Mexico. "Chúng tôi muốn được trao cơ hội tới Mexico City, có thể mua một mảnh đất và sống ở đây. Chúng tôi muốn xin visa một lần nữa. Chúng tôi đến từ một quốc gia mà mọi người đều biết tình hình ở đó như thế nào. Nó rất phức tạp. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác". Hạn chế sự gia tăng số người di cư là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự khi Ngoại trưởng Mỹ và các quan chức cấp cao khác của Mỹ sang thăm Mexico hồi tháng trước, để tìm cách tăng cường nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề này. Trong những tuần trước chuyến thăm này, cảnh sát biên giới Mỹ đã ghi nhận khoảng 10.000 lượt người di cư vượt biên mỗi ngày.